Chào mừng các bạn quay trở lại với Hỏi Đáp Nhiếp Ảnh cùng Louis. Đầu tiên sẽ là câu hỏi của bạn Nam Trương. Em chào anh, hiện tại thì em đang dùng 7200F4S trên body 6D. Theo anh thì trong cái tầm giá 7200F4 cũ thì có cái sự lựa chọn nào tốt hơn hay không? Chủ yếu là em chụp chân dung, em cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì nếu mà cái nhu cầu chính chủ yếu của em là chụp chân dung, mà nếu em ưu tiên về màu sắc cũng như ưu tiên về chất lượng hình ảnh nhiều hơn là độ đa dụng, thì anh vẫn nghĩ rằng trong cái tầm giá đó thì anh sẽ ưu tiên lựa chọn 135L hơn, hoặc là nếu mà thấp hơn nữa thì có thể là lens fit 85 f/1.8 USM. Cái đến đó là câu hỏi của bạn Zinit. Chào anh Louis, em đang dùng con Sony A6400 và muốn mua một con lens nữa để quay B-roll, nên dùng con lens nào? Lens 4 cũng được. Với con A6400 thì quay đám cưới có được hay không? Em cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Hy vọng là anh sẽ trả lời thắc mắc này của em. Thì rất là cảm ơn cái lời chúc này của em. Thì với cái mà em đang thắc mắc rằng là bây giờ muốn mua một con lens cho con Sony A6400 và dùng để quay B-roll, thì anh nghĩ rằng cái con lens Sigma 56 là một cái sự lựa chọn. Anh nghĩ rằng nó rất là hợp lý ha. Từ về chất lượng cũng về giá tiền cũng thế. Và riêng về con body A6400 thì cái khả năng quay của nó thì anh đánh giá rất là con, đặc biệt nó fit được cái vấn đề là nó sẽ quay không bị giới hạn thời gian nữa. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Văn Bình TV. Anh cho em hỏi, hiện tại thì em có kinh phí khoảng 15 triệu. Anh có thể giới thiệu giúp em một vài combo bao gồm cả body và lens. Em thích chụp phong cảnh và chân dung. Mong anh chia sẻ, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì trong cái phân khúc mà tầm giá 15 triệu cho cả body và lens thì anh nghĩ rằng sẽ có hai cái sự lựa chọn như sau. Nếu mà em thiên về chụp người, chụp chân dung hoặc là chụp người nhiều hơn, thì anh nghĩ rằng là cái body, cái combo là Canon 70D cộng với lens Sigma 17-50 f/2.8 á, thì nó sẽ phục vụ tốt cho cái nhu cầu này. Còn ngược lại, nếu mà em thích chụp về phong cảnh nhiều hơn, em cần độ nét nhiều hơn là cái độ nịnh mắt về màu sắc, thì anh nghĩ rằng là cái con Nikon D7200 cũng cộng với lens Sigma 17-50 f/2.8 luôn, nhưng mà lúc này nó sẽ là for Nikon chứ không cần phải for Canon nữa. Thì cái body, cái combo thứ hai nó sẽ thiên về chụp phong cảnh nhiều hơn là chụp người. Kế đến đó là câu hỏi của bạn Hạnh Lê. Em chào anh, chúc anh sức khỏe và ngày càng phát triển hơn. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Em đang dùng con Canon 80D và lens 50 STM Sigma 17-50 f/2.8. Trong tầm giá trên dưới 10 triệu thì em đang phân vân giữa con lens 70-200 f/4.5 và 70-200 f/2.8 50 S. Nhu cầu của em là chụp thể thao ngoài trời, lâu lâu thì có chụp chân dung. Mong là anh giúp em. Rồi, thì với cái sự lăng tăng giữa hai cái, anh nghĩ rằng hình như là cái giá tiền của hai con lens nó cũng không xê xích nhau quá nhiều giữa là 70-200 f/4.5 và 70-200 f/2.8 50 S. Thì về độ nét thì nếu anh nhớ không lầm thì cái 70-200 f/2.8 50 S nó sẽ có độ nét nhỉnh hơn một tí xíu so với F4. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà riêng về cái giải tiêu cự 70-200 á, thì cá nhân anh thì anh sẽ ưu tiên chọn những con lens nào mà nó có trong rung, vì anh sẵn sàng là đánh đổi là tăng thêm một tí ISO để mà đổi được cái tấm ảnh của mình chắc chắn sẽ không bị rung. Anh thích cái điều này hơn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Đạt Pi. Em chào anh cho em hỏi là em vừa mới mua con Canon 6D với mức giá 8 triệu từ một người anh làm nghề. Ngoại hình thì cũng ok, em xem video test quen các thứ thì không thấy máy bị điểm chết hay vết ố màn đập, không trầy gì, nhưng mà có điều số shot thì hơi bị cao, cụ thể là 130.000 shot. Anh đánh giá thế nào về con máy này? Mong anh trả lời và chúc anh ngày càng phát triển. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì thứ nhất là anh không có cầm trực tiếp cái máy này lên, nên anh sẽ không biết được chính xác 100% ha. Ở đây là những cái gọi là cái tiên đoán, cái phỏng đoán của anh thôi, tức là dựa trên những cái lời em mô tả, chứ anh không sờ được, anh không xem trực tiếp được, nên anh sẽ không biết chính xác. Rồi, thứ nhất đó chính là với cái body 6D mà mức giá 8 triệu là phải nói là một mức giá rất là rẻ, cho dù đó là một cái máy cũ ha, nhưng mà mức giá 8 triệu là một mức giá có thể nói rằng là rẻ không tưởng đó. Và em nói rằng là với cái mức số shot là 130.000 shot, đối với các máy dòng 5D thì nó không quá nhiều, nhưng mà đối với dòng 6D thì nó là một con số tôi nói khá là khủng rồi, tại vì cái sensor của 6D nó sẽ yếu hơn khá là nhiều so với cái sensor của 6D2 hoặc là 5D3, 5D4 v.v. nó sẽ yếu hơn. Ở đây rằng là em đang đề cập đấy là ngoại hình. Đầu tiên sẽ nói về ngoại hình khá là ok. Thì ở đây thứ nhất là ngoại hình thì có thể tút tác lại được ha, cái chuyện này hoàn toàn rất là bình thường thôi. Nếu màn hình xấu quá thì họ hoàn toàn có thể tút lại để cho nó đẹp hơn, nó mướt vào mắt hơn, hoặc là bán có giá hơn, thì chuyện này hoàn toàn bình thường. Và đặc biệt tại vì cái
body con 6D á, cái chỗ cái phần da mà con grip cầm, cái grip cầm của máy á, thì cái da cho đó nó chất lượng khá là kém, xài một thời gian sẽ bị bong cái lớp da ra. Nên là nếu mà ngoại hình còn đẹp thì anh nghĩ rằng nguyên zin thì nguyên zin và ngoại hình đấy nha, thì anh nghĩ rằng nó sẽ hơi khó, tại vì cái lớp da nó sẽ bong ra rất là dễ. Cái thứ hai đó là em nói rằng là với 130.000 shot nhưng mà là không có điểm chết sensor thì điều này hơi bị vô lý nha. Thực sự điều này hơi bị vô lý. Cái này là em phải coi lại, coi cái quá trình em kiểm tra như thế nào. Và trước khi em làm cái bài test kiểm tra đó, em đã tắt cái chế độ khử noise của máy ảnh chưa? Tại vì khi em bật chế độ khử noise lên thì nó đã khử hết tất cả các điểm chết rồi, em sẽ không thể nào nhìn thấy được. Em càng soi rõ thì càng rõ thì càng tốt thôi. Thì đây là những gì mà anh đánh giá sơ bộ qua những cái mà em đề cập tới, em nói tới trong cái câu hỏi của mình thôi. Anh sẽ không sờ được trực tiếp nên sẽ không biết chính xác được. Cái đến đó là câu hỏi của bạn Luân Đặng. Chào anh Louis, em đã làm dịch vụ được 3 năm rồi, nhu cầu của em là đa dạng, em chụp phóng sự cưới lẫn studio. Hiện tại thì em đang dùng con 5D Mark 3 cùng với lens Tamron 24-70 G1 85 f/1.8 và 70-200 f/2.8. Hiện tại thì nhu cầu em đang muốn lên đời, em đang nhắm tới con Sony A73, Canon R hoặc là Nikon Z7, tất cả đều là hàng cũ. Anh có thể đánh giá thế mạnh giúp em từng con được hay không? Nếu anh thì anh sẽ chọn con nào? Nhu cầu của em là chụp nhiều hơn quay. Cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rồi, với cái ba cái option mà em đưa ra đó là A73, Canon R và Nikon Z7, thì rõ ràng ba con này thì Nikon Z7 nó nằm một bậc cao hơn rất là rõ rồi. Nó giá nó cũng cao hơn, cái thông số nó cũng nhỉnh hơn 2 thằng kia luôn. Nên là nếu mà so sánh về chất lượng mà tiền không phải vấn đề thì nghĩ rằng chắc chắn là Z7 sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất về dựa trên về chất lượng nha. Còn nếu mà gọi là độ hợp lý thì chưa chắc, về chất lượng Nikon Z7 sẽ là lựa chọn hàng đầu. Rồi kế đến đó là con Canon R và con A73, thì giữa hai con này thì anh sẽ đánh giá con Canon R nhỉnh hơn A73 về cái khả năng linh hoạt trong lấy nét cũng như là cái độ ổn định trong cái việc lấy nét, thì anh sẽ đánh giá vẫn đánh giá Canon R nhỉnh hơn, tại vì Canon R thật ra nó cũng mới hơn, công nghệ mới hơn A73 khá là nhiều. Rồi thì ở đây là nếu hỏi nếu là anh thì anh sẽ lựa chọn con nào? Nếu mà nói là so sánh về cái nhu cầu nha, mà độ hợp lý nha, thì anh sẽ lựa chọn con Canon R, chứ không phải độ xịn nha. Rõ ràng Canon R nó không bằng Nikon Z7, nhưng mà ở đây đó là gì? Thứ nhất là em đang sử dụng quen về Canon, em đang sử dụng quen Canon và em đang có một ba con lens của Canon luôn. Nên nếu ví dụ giả dụ như em sử dụng đổ qua Canon R thì em chỉ cần mua một cái ngàm là hoàn toàn sử dụng lại toàn bộ hệ lens cũ, và không cần phải thay đổi hệ lens và không cần phải thay đổi là cái thói quen mà em sử dụng cái máy nữa. Và ngoài ra là cái tuy là về sức mạnh nó không bằng Nikon Z7, nhưng mà về cái gọi là cái nhu cầu, đáp ứng cái nhu cầu của mình đó, thì Canon R hoàn toàn đáp ứng rất là tốt. Cái đến đó là câu hỏi của chú Khánh Chu, cho chú hỏi về một câu về dòng máy Z của Nikon, chỉ chụp chơi trong gia đình như là chân dung, du lịch, đường phố đôi khi là có chụp macro. Thì trong ba loại máy Z5, Z62 và Z7D2, cái máy nào là vừa đủ để mua, chụp chơi được, cụ thể là cần bao nhiêu cái ống kính Z? Và cho biết là XQD. Cái này thì con không có dịch được. Đã có dụng cụ nào để chuyển hình trực tiếp từ thẻ à? Rồi cái này là thẻ nhớ đúng không? Chuyển từ máy ảnh qua cổng Lightning qua iPhone hay là iPad. Chúc cháu nhiều sức khỏe và kiếm hơn nhiều tiền, ra nhiều clip hay về nhiếp ảnh. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của chú. Thì thứ nhất là về giữa ba cái option ba con máy mà chú đưa ra, đó là Z5, Z6 Mark 2 và Z7 Mark 2, thì rõ ràng là về chất lượng thì Z7 Mark 2 nó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất về chất lượng luôn, nhưng mà giá nó thì lại khá là cao. Thì con nghĩ rằng trong cái trường hợp này, trừ khi là tiền bạc đối với chú không phải vấn đề thì cứ ngon nhất thì chú chơi thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi là về vừa đủ để mua thì con nghĩ rằng đó là Z6 Mark 2 nó sẽ là ngon nhất, tức là nó hợp lý nhất trong cái nhu cầu cũng như là cái giá tiền mà có thể mang lại cái body đó. Cái thứ hai đó là chú hỏi rằng là cụ thể cần bao nhiêu cái lens Z, cái ống kính Z, thì con nghĩ rằng cái này sẽ phụ thuộc vào cái tài chính của mình thôi. Nếu ví dụ như chú có nhiều tiền thì có bao nhiêu lens Z chú hoàn toàn cứ thể mua gì hết cũng được. Còn nếu không thì chú chỉ cần ưu tiên đầu tiên đó là một cái con lens đa dụng, đó là lens Z 24-70 f/2.8, là gần như chụp hầu hết 90-95% tất cả các thể loại của chú rồi, hầu hết luôn. Nên là con nghĩ rằng là chú nên đầu tư cho mình một cái lens đa dụng đó, rồi từ từ mình chụp một thời gian mình sẽ biết rằng là mình sẽ thiếu cái gì và dư cái gì, lúc đó mình sẽ cân đối lại tốt hơn là cái việc là mình mua quá nhiều. Bằng khi mà mình chưa thực tế sử dụng á, mà mình cứ nghe người này nghe người kia nói thì mình sẽ mua, đôi khi rằng là sẽ mua nhiều hơn so với cái nhu cầu của mình. Rồi cuối cùng là chúc chú sẽ tìm được một cái body cũng như một cái lens để thỏa mãn được cái đam mê của mình.
Cái đó là câu hỏi của bạn Tuấn Nguyễn Anh. Chào Louis, mình đang tính nâng cấp máy mà mình hiện tại đang sử dụng 6D. Mình đang phân vân giữa Canon R cũ và Nikon Z6 cũ. Mình thấy Z6 có chống rung body mà lại rẻ hơn Canon R. Lens thì 24-70 F4S rẻ bằng 1/2. Con RF24-105 F4. Nên mình sẽ nghiêng về Z6 hơn. Không biết cái combo này chất lượng ảnh có chênh lệch nhau hay không. Mong Louis giải đáp. Mình chỉ chụp chơi gia đình, chân dung phong cảnh và không quay phim. Cảm ơn Louis, chúc Louis nhiều sức khỏe và thành công. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của bạn. Thì ở đây thì thật sự rằng là mình thấy mình không biết lý do tại sao là con Nikon Z6 lại rớt giá nhiều mà nhanh tới mức như vậy. Thì lúc đầu Z6 nó ra thì cái phân khúc nó định hình là ngang phân khúc với Canon R ha. Nhưng mà bây giờ thì giá lại rớt rất là nhiều. Thì có lẽ rằng là nhà sản xuất muốn đẩy mạnh qua cái đời 2, đó chính là con Z6 đời 2. Thì thật sự về nói cái vấn đề thứ hai, đó chính là con RF24-105F4. Thì thật sự rằng là nó, mình cảm thấy nó bị làm giá khá là cao, nó bị đẩy giá lên. Tại vì thực tế nó đẩy giá cao hơn so với cái chất lượng mà nó mang lại. Cái giá thành bán bây giờ, tại vì ngày trước thì mình mua cái con 24-75RF của mình á, thì mình mua cái thời giá còn tương đối khá là rẻ à. Mình mua lúc nó chưa tới 19 triệu, bây giờ thì nó phải 20 mấy triệu rồi. Nên mình cảm thấy rằng thật sự ra thì nó ngon thì có ngon thật, nhưng mà mức giá thì không được xứng đáng cho lắm. Nên là nếu mà tính về độ hợp lý ở đây nha, thì mình nghĩ rằng là cái combo Nikon Z6 nó sẽ hợp lý hơn so với cái combo Canon R về tính hợp lý nha bạn. Còn xem xét thì sâu hơn trong cái nhu cầu của bạn á, đó là bạn hỏi rằng là chụp chơi gia đình, chân dung và phong cảnh, không quay phim. Rồi, mình bỏ qua cái vấn đề quay phim, thì chụp chân dung gia đình và phong cảnh thì ở đây là tùy theo bạn đang thiên về hướng bạn chụp người nhiều hơn hay là chụp phong cảnh nhiều hơn. Nếu chụp người nhiều hơn thì mình vẫn luôn đánh giá Canon R làm tốt hơn. Còn nếu mà thiên về phong cảnh nhiều hơn thì Nikon Z6 rõ ràng nó sẽ nhỉnh hơn Canon R. Thì tùy thuộc vào cái sự cân nhắc và lựa chọn của chính bạn thôi. Còn về độ tổng quan, hết tất cả về độ hợp lý từ chất lượng cho tới giá tiền, thì mình nghĩ rằng Nikon Z6 nó sẽ nhỉnh hơn so với Canon R. Cái đó là câu hỏi của bạn Tâm Huỳnh. Cảm ơn anh đã dành thời gian trả lời câu hỏi của em. Hiện thì em đang thấy con Nikon D780 cộng với lens 24-105 F4G, giá tương đương với đệ Z6 và 24-70 F4S. Em chủ yếu là quay video trên gimbal, thì em có nên chọn Nikon D750 để mua phụ kiện và lens rẻ hơn hay không? Em chụp chân dung toàn thân thì nên mua thêm lens 85-1.8 hay là 50-1.4? Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì cái ý thứ nhất của em đó chính là em hỏi rằng là có nên chọn Nikon D750 thay vì là con Z6 không để cho phụ kiện rẻ hơn. Thì nếu với bản thân cá nhân anh, nếu mà quay video, anh sẽ thiên về mirrorless nhiều hơn là DSLR. Với cái ý thứ hai đó là em hỏi rằng là em chụp chân dung toàn thân thì nên mua 85 hay là mua 50. Thì ở đây chân dung toàn thân của em là quan trọng là em đang chụp trong môi trường như thế nào, tức là em đang chụp indoor hay outdoor. Nếu em chụp outdoor thì lens nào cũng được, nhưng mà nếu chụp indoor thì lens tiêu cự 50 nó sẽ cho được cái sự tối ưu tốt hơn là lens 85. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Cường Văn, hay là em đây. Cảm ơn anh đã tư vấn câu hỏi trước của em. Chúc anh Louis và gia đình thật nhiều sức khỏe. Mong là dịch mau hết nhanh. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Em đã chọn cho mình được con body M50 do em là người mới, nên em cũng có khá nhiều thắc mắc về lens. Cho em hỏi là em thấy những lens như là EF-S35, F2.8, Macro, IS và STM, và lens EF-S60, F2.8, Macro, USM, và EF-M85, F3.5, Macro, IS và USM. Nói chung là những cái ký tự, những cái lens này nó dài quá, đọc mà mình muốn gọi là lẹo lưỡi luôn á. Mà em tìm hiểu được thì macro là chụp cận cảnh thì có đúng như vậy hay không? Và nếu chụp cận như vậy thì những cái tiêu cự em nói trên thì chụp những mục đích khác, ví dụ như là phong cảnh 28, chân dung 35 hoặc là 60 thì có được hay không? Mong anh tư vấn giúp em. Rồi, ok. Thì anh sẽ giải thích những cái thắc mắc này của em nha. Thì cái lens á, mỗi là một cái lens nó sẽ có một cái thông số, đó chính là khoảng cách lấy nét gần nhất. Ví dụ như đa số những cái lens bình thường đi, những cái lens 50 ví dụ vậy, thì khoảng cách lấy nét của nó thông thường là khoảng tầm nửa mét, là 45 hay 50mm gì đó, 50cm gì đó. Tức là khoảng cách khoảng nửa mét, tức là nếu mà cái khoảng cách em chụp gần với chủ thể hơn là 50, gần hơn là nửa mét thì nó sẽ không lấy nét được. Tức là phải xa hơn nó mới lấy nét. Nên là nhưng mà nếu mà em, ví dụ em chụp macro, em chụp cận cảnh hơn thì em phải dí sát gần như nữa. Tại vì nếu ví dụ như em chụp cái anh giả dụ như là em chụp một cái...
cái hộp quẹt, ví dụ như là cái hộp quẹt nhỏ xíu vậy thôi, mà bây giờ nếu em chụp mà đứng khoảng cách nửa mét thì cái tấm hình rất là bự, mà hộp quẹt có lọt thỏm vô giữa à. Bây giờ em muốn chụp cận cảnh từng chi tiết của hộp quẹt, nó bự hết những cái tấm ảnh của mình luôn mà không phải mình drop lại, thì rõ ràng là em phải dí sát gần vô hơn nữa để em lấy được cái chi tiết của cái hộp quẹt. Thì khi lúc này thì em dí sát gần vô hơn thì nó sẽ không lấy nét được, nó không lấy nét được. Nếu mà cái con số bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu là nó sẽ ghi trên từng cái lens nha. Thì lúc này á, cái lens macro tức là nó sẽ có cái tính năng cho phép lấy nét gần hơn. Tức là thí dụ như những cái lens bình thường em lấy nét nửa mét đi, thì những cái lens macro nó có khả năng lấy nét khoảng tầm có một tấc rưỡi thôi, nó vẫn sẽ lấy nét được. Thì lúc này em sẽ ăn gian được cái khoảng cách đó và em dí sát gần vô hơn, em lấy nét cận cảnh hơn. Đó chính là tính năng của macro. Thì ngoài tính năng đó ra thì những cái hiệu ứng tiêu cự khác như là hiệu ứng của 24, 28, 35 hoặc là 50, 85 gì đó hoàn toàn là bình thường, nó không hề thay đổi những cái nhu cầu chụp khác, nên em hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Minh Nguyễn. Em chào anh, em đang sống và học tập tại UK. Em đang có một cái body 80D Canon và em đang thắc mắc là muốn mua thêm một con, em đang cân nhắc muốn mua thêm một con lens đa dụng để chụp phong cảnh và chân dung. Anh nghĩ sao về lens 18-35 f1.8 của Sigma? Em cảm ơn. Rồi thì với cái con lens là Sigma Art 18-35 f1.8 này thì là một cái con này là con về chất lượng hình ảnh dành cho crop rất là ngon ha. Nhưng mà tuy nhiên cái giá thật sự là hơi bị chát, tại nó là dòng Sigma Art mà. Nhưng mà nó rất là tiếc là nó chỉ dành cho crop thôi. Tức là nếu sau này mà em có nhu cầu lên full frame thì coi như cái lens này em sẽ không sử dụng được. Đó là cái điều thiệt thòi thứ nhất. Có điều thiệt thòi thứ hai đó chính là về phong cảnh và chân dung góc rộng hay là chân dung indoor thì ok, nó rất là nó cái chất lượng ảnh cho ra rất là tốt và độ linh hoạt rất là cao. Nhưng mà nếu ví dụ như chân dung outdoor, tức là em muốn chân dung mà có chiều sâu nhiều hơn, chân dung sáp phong nhiều hơn, thì con lens này nó vẫn làm chưa tới. Em cần có một con lens ví dụ 50 hoặc 85 để backup cho nó. Còn về chất lượng hình ảnh, không phải bàn, chất lượng nó rất là ngon. Kế đến đó là câu hỏi của bạn Nam Nguyễn Hoàng. Em chào anh Louis, em đang học nghề tại một studio thành phố Hồ Chí Minh, thời gian là 20 tháng. Ở studio này thì sau khi em học xong có thể làm việc tại đây luôn, nhưng mục tiêu của em là muốn sau này học xong làm freelance. Anh có thể chia sẻ giúp em cái kinh nghiệm chân ướt chân ráo và làm freelancer được hay không? Cần những gì và trang bị những gì? Em cảm ơn. Rồi, thì đây là một câu hỏi cũng khá là hay, cũng khá là phức tạp, cũng khá là hay. Thì ở đây, freelancer em sẽ cần có 3 yếu tố. Ba nghĩa là em cần phải trang bị cho mình 3 cái yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất đó chính là em phải làm sao để cho mọi người xung quanh, tức là mọi người, khách hàng tiềm năng của em á, biết rằng em có chụp ảnh. Tại vì khi em làm ở studio thì công việc của em chỉ là chụp thôi, còn làm sao để người ta tìm đến studio là cái studio có lo, không phải em lo. Nên là khi em bước ra làm freelance thì em phải làm sao để cho những cái khách hàng tiềm năng đó biết tới em và họ tìm đến em. Đây là một cái đó gọi là, người ta hay gọi là marketing hay PR bản thân đó. Cái thứ hai đó chính là em phải tạo cho mình được một cái portfolio riêng, tức là giống như là một cái bản tổng hợp mà những cái gọi là những cái sản phẩm của em đã từng làm, những cái sản phẩm xuất sắc em đang làm. Ví dụ như người ta sẽ nhìn vào đó để người ta đánh giá rằng là thứ nhất là về cái năng lực của em, cái thứ hai là cái gu và cái style của em nó phù hợp với là cái nhu cầu của người ta hay không, người ta sẽ liên hệ em, người ta liên hệ họ chụp. Thì đó là hai yếu tố đầu. Và yếu tố thứ ba, sau khi họ đã liên hệ rồi, tức là họ đã liên hệ tới em rồi, thì yếu tố thứ ba đó chính là em giao tiếp và chốt được hợp đồng với người ta. Tức là em phải có khả năng về báo giá, khả năng về thương lượng, vân vân. Tại vì sẽ không có, nó không giống như là một cái món hàng em bán ở siêu thị, em niêm yết giá. Tại vì sẽ tùy hơi mỗi nhu cầu. Tức là có người khách hàng này họ cần nhu cầu khác, người khách hàng kia họ cần nhu cầu khác. Em không thể nào mà đánh đồng tất cả nhu cầu giống nhau. Nên là gọi là một cái kỹ năng gọi là đàm phán đó. Thì anh nghĩ rằng đây là ba cái yếu tố em cần phải chuẩn bị, cũng như là trang bị chuẩn bị về tâm lý và trang bị về cái kỹ năng cho chính mình để bước tới con đường và làm freelancer. Tiếp theo là câu hỏi của bạn VVVKKK. Anh Nhân cho em hỏi thì điểm chết bao nhiêu là có thể đổi máy mới? Em cảm ơn anh. Rồi, thì số lượng điểm chết hả? Thì nói chung là đa số thì không quan trọng số lượng điểm chết này, khi nào đổi máy ra em. Quan trọng là em chụp khi nào chán thôi. Em chụp khi nào mà máy nó hư thôi thì em đổi thôi. Còn nếu mà hỏi khi nào muốn đổi thì khi nào mà em cảm giác rằng cái số lượng điểm chết nó bị xuất hiện ngay trung tâm ảnh á, nó chỉ xuất hiện quá nhiều, nó ảnh hưởng tới chủ thể của mình, thì mình có thể cân nhắc và đổi máy mới. Chứ thật ra nếu mà những anh em mà những nơi mà họ làm nghề, họ làm dịch vụ á, họ chụp đôi khi nát cái máy luôn, điểm chết xuất hiện thì về họ hậu kỳ rồi thôi, họ không bán, tức là máy đó thì bán không được thôi, chứ chụp thì họ vẫn chụp đẹp ra. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Ngô Khắc Hà. Anh cho em hỏi xíu, em tính kiếm một cái máy quay video setup cố định trong nhà kiểu giống như video của anh, chất lượng xíu, lâu lâu thì cũng có chụp ảnh và không làm dịch vụ. Kinh phí là lens và máy là tầm khoảng 20-25 củ, thì không biết combo nào tốt hay không. Cảm ơn anh.
Rồi, với cái nhu cầu và tài chính của em thì anh nghĩ rằng đó là cái, nếu mà em thiên về quay nhiều hơn thì con Sony A6 IV là đánh giá rất là tốt ha. Nó sẽ có những cái tính năng thiên về quay video rất là tốt, và có thể kết hợp với một cái con lens đó là Sigma 30 f1.4 hay là con 56 f1.4 gì thì nó đều cho khả năng rất là tốt, tùy thuộc vào cái nhu cầu của em là muốn quay xa quay gần. Và nếu mà quay video thì em nên cân nhắc một yếu tố nữa, đó chính là cái mic âm thanh. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Huy Nguyễn cho mình hỏi là xài con Canon M50 và lens Sigma 17-50 f/8 chụp bị nhòe, có bật chống rung mà xài lens kit thì lại không sao. Rồi thì cái câu hỏi của bạn thì mình cũng không có hình dung rõ lắm cái ý của bạn muốn hỏi như thế nào, nhưng mà mình sẽ giải thích sơ sơ qua ba cái yếu tố mà bạn thử kiểm tra lại coi mình có mắc phải yếu tố nào hay không. Thứ nhất đó chính là khả năng chống rung trên lens hay là trên body gì đó, nó chỉ là hạn chế cái việc rung khi bạn chụp lại thôi, chứ nó không phải là chống rung 100%, tức là không phải là bật chống rung lên là chắc chắn sẽ không bao giờ rung, là không phải. Cái vấn đề thứ hai đó chính là sau mỗi cái, nghĩa là những cái lần mà bạn bấm máy á, bạn bấm một cái máy thì tay mình nó vẫn sẽ có một biên độ và cái nhịp rung nhất định, chứ không phải là tuyệt đối và giống nhau. Ví dụ như bạn chụp 10 tấm, không tin thì bạn cứ thề bạn test thử, ví dụ bạn để một cái tốc độ vừa phải thôi, ví dụ như 1% giây thôi hay 1/50 giây gì đó chẳng hạn, tức là không quá nhanh không quá chậm, vừa phải thôi. Bạn có thử chụp 10 tấm đi, bạn sẽ thấy rằng là 10 tấm ảnh độ nét sẽ khác nhau, sẽ có tấm rung nhiều hơn, có tấm bị nhòe nhiều hơn, có tấm rõ nét hơn, mặc dù là bạn chụp vẫn trong cùng một môi trường, cùng một thông số và cùng một cái chủ thể luôn. Đó chính là mỗi lần bạn bấm máy thì cái tay của bạn nó sẽ có cái biên độ và cái nhịp rung hoàn toàn khác nhau, nên là có thể rằng khi bạn bấm lên kit nó rung ít hơn là bấm lên Sigma, ví dụ thế. Và cái yếu tố cuối cùng đó chính là về cái tiêu cự. Thì khi bạn để tiêu cự càng dài, ví dụ như tiêu cự 50 thì nó sẽ dễ rung hơn là tiêu cự 17. Nên là có thể rằng là bạn thể xem thử coi là, ví dụ như bạn chụp với lens Sigma thì bạn để tiêu cự dài hơn, bạn chụp với lens kit thì bạn để tiêu cự ngắn hơn, thì nó sẽ giảm theo cái chuyện rung đi rồi. Đó là ba cái yếu tố ảnh hưởng tới cái việc mà rung mà trong cái trường hợp có thể bạn đang gặp phải. Cuối cùng đó là câu hỏi của bạn Việt Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi, em đang dùng XS10 và muốn mua một con lens tele để tia gái. Rồi, thì anh cho em hỏi là về chất lượng thì lens FX50-140 và 55-200 thì có gì khác biệt lớn hay không về chất lượng hình ảnh? Rồi, chắc chắn là cái con lens FX50 và 140 nó sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt hơn nha. Và tất nhiên là giá nó cũng sẽ chát hơn rất là nhiều. Và đây là toàn bộ nội dung video hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.